Ngon luôn anh em ơi, quá ngon. Đây. Nhưng mà hấp dẫn nha, nói chung là bạn nào khoái ăn cay thì làm giống mình là vừa luôn á, chắc gần 100 trái ớt nha. Ôi ôi, nồng tới nồng luôn á. Hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Chí. Thì phía sau hôm nay là có thành viên đầy đủ, có thiếu ông Linh. Hôm nay là nói chung là ba anh em mình và cùng với ông Linh nữa. Hôm nay mình sẽ làm show ghi ẩm thực nha. Và Bích năm nay là Bích có chuẩn bị là một cái món ăn rất là đặc biệt luôn. Chuẩn bị cho tem mình để tem mình ăn ngày hôm nay. Đâu rồi? Đồ ăn ổng giấu không? Đây là sâu ớt nha. Sâu ớt này Bích mới vừa đi bắt ngoài chợ. What the hell? Hôm nay thì mình sẽ làm là món ớt. Ớt gì nói chung là nãy Bích nói là làm món gì ta? Ớt nước siêu cay đi. Ớt nước siêu cay nha. Nói chung là hôm nay thì anh em mình sẽ chuyển sang làm một cái show ghi ẩm thực. Để đổi nói chung là cho nhiều quá thì nói chung mình phải có ăn với cho ngoài biết các bị chửi chứ. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị để anh em mình thực hiện cái đoạn clip này. Và đợi ông Linh ông đi cắt cỏ cho thỏ. Ủa cắt gì ra cho thỏ vậy đó. Thì rồi bắt đầu vô anh em mình sẽ ra thưởng thức nha. Vậy bắt đầu anh em mình sẽ đi đem đi giải quyết cái thỏ ngoài chợ này Bích mới vừa bắt xong. Thỏ ngoài chợ này Bích mới vừa bắt xong. What? Thỏ ngoài chợ. Thỏ bắt ngoài chợ mà. Ok, nếu mà cảm thấy video của anh em mình có hay và thú vị thì nhớ đăng ký cho lên một like như một chia sẻ cho anh em mình nha. Rồi giờ anh em mình sẽ bắt đầu để thực hiện video clip nha. Ok anh em ơi, bây giờ để ông Phương cũng sẽ thanh toán mấy con thỏ để ủa thỏ ngày hôm nay. Ủa thỏ mấy con ớt. Nói chung là vô nhà anh Linh này như thấy thỏ cái phái gì đó. Có chùm thỏ mà nè. Bởi vì vô toàn là phái thỏ. Nay giờ ông Phương cũng sẽ giải quyết mấy con này nha. Để mình chuẩn bị mình làm nha. Video clip nha. Cái lục đi. 5 minutes later. Ok anh em ơi, thì bây giờ anh em mình đang, anh Linh đang đâm cái chén muối muối ớt thần thánh nha. Đây mình chuẩn bị để hồi mình ớt với con ớt nha. Cái này mình uống cả hồi tém là tới luôn á. Ra nước nhỉ nhỉ luôn. Đây, cái này là ớt mới vừa mần xong nha anh em. Này hôm nay là Bích làm tổng khẩu chính. Quá. Wow. Tới nước là cái chén muối ớt mà nói chung là anh Linh anh đâm là cái bằng là giờ là phải chảy nước miếng. Đây ok, giờ tới cái công đoạn mà muối ớt vô một cái thấy ớt lạnh. Quá trời. Đây, cấp trăm độ luôn á. Cái này là cái bằng là siêu cay nha. Đây thì hôm nay là có tổng khẩu Bích là làm cái phần chiên phần là về phần ăn uống. Các bạn cái này cái ớt này là nó cay nó xé tới đâu luôn rồi anh em ơi. Quá ngon. Đây. Là hấp dẫn luôn nha, nói chung là bạn nào khoái ăn cay thì làm giống mình là vừa luôn á. Chắc gần 100 trái ớt nha. Nồng tới nồng luôn á. Wow. Ớt này đưa trong Phương chát miệng là sướng luôn nè. Đấy. Chát vô con mắt. Chát vô con mắt. Hụt thù mà. Hụt thù. Đây bắt đầu cho nó thấm tí là anh em mình xem lên nướng nha. Đây là hôm nay là chơi là ớt nướng siêu cay. Ơi, bây giờ quá hấp dẫn luôn, nói chung là tao muốn cần khét con ớt luôn. Mưa này nhiệm vụ chỉ có nướng thôi mà. Tôi mới quá nhạt khói à. Đổi tay à. Nhắc này là tấu luôn, biết hồi anh em ăn có kịp hay không đây nè. Nó cái chát luôn. Nổ quá trời nổ bà coi. Đây. Bay mùi khói lên biết cay luôn. Nó có đậu nồng luôn. Đây rồi, bây giờ chỉ đợi lấy lá chuối nha, bắt đầu anh em mình sẽ thưởng thức nha. Bắt đầu ông Phương sẽ vớt ra nha, để anh em mình thưởng thức nha. Tới rồi. Cái này là tới rồi, thèm quá thèm. Quá ngon. Đây. Nó là hấp dẫn luôn nha. Nước bằng nước sạch. Phương đúng lầy luôn. Chạy nhảy. Đấy, nó còn sống bà con ơi. Nó còn sống mà nó nhảy được nha. Đây, con ớt này dầm quá hấp dẫn luôn nè. Chín rồi. Trời ớt lửa cái này mà thịt anh còn chín mà. Ok anh em ơi, thì bây giờ nói chung là cái thành quả của anh em mình ngày hôm nay là đã xong hết trơn.
Nhất này là anh em chỉ ra ngoài cặp ngoài đồng để ủa cặp mà cái ao nhà anh Linh để mình thưởng thức. Đây. Nói chung là anh em nhất này là người thưởng thức một con nha. Mình thì lúc nào mình cũng ôm camera chứ. Ôm camera thì rồi. Bự quá. Đây là cái thành quả ngày hôm nay của anh em. Linh với mấy chị thấy ông ăn nhanh dữ vậy. Mày, anh em dùng với tụi mình nha. Nhìn đã anh đại con luôn đi. Thử cái đùi. Đây này là cái thành quả nha. Cái hấp dẫn luôn. Ngon. Này phải nhai xương. Ừ, đúng rồi, ăn luôn xương mới ngon. Đây con ếch nè anh em giờ thấy nè ha. Đầu để Linh xé ra coi. Tay sao ăn? Đó. Thì một tay bóc tay ăn chứ sao. Tay xé lưỡi luôn. Đây. Cái mua ớt là rất là thần thánh luôn nha. Nồng tới là mũi luôn. Quá đã luôn. Tới là mũi luôn á. Cay thiệt. Ngon. Cái gì em? Để bà Phương góp ý kiến nha. Phương Hà góp ý kiến là nó ngon như thế nào á. Mình thấy không khè luôn nha. Nó không biết nói lên lời luôn. Ngon, không biết nói lên lời luôn. Linh ngon hả? Thơm. Cái này là mình ớt cũng là vừa ăn rồi đó. Cay đó. Chấm muối lớn này cay. Cái cay có nhiều rồi. Này chỉ thiếu củ đế thôi. Cây củ đế nữa. Nó đã. Này với rau nè. Đây. Nói chung mình dắt này hơi trễ rồi. Hôm nay mình làm ra tép luôn. Quá trời đã luôn á. Cái này rất là ngon. Anh em ăn mạnh mạnh lên nha. Ăn tới mép luôn. Ta bỏ môi môi bạn nha. Bỏ môi khỏi cái hôm xong luôn. Ta mà anh chí mình luôn nha. Nó chơi nguyên con luôn á. Mà anh chí nha anh chí. Rồi vô luôn. Anh em mình thưởng thức nha. Nói chung là mình mỗi gì ăn nấy các bạn. Chu mỏ luôn. Cái này mình ăn cho ăn khôn ăn đùi không à. Nhưng mà thịt nó rất đậm chất cay luôn. Nãy nói rồi, muối lớn là cay. Nói em còn chưa được ăn không? Ra nước luôn. Phải được bóng tay luôn nha. Cao mà vẫn ăn không được. Mẹ chờ cạnh cô. Không ăn rồi tới bụng nhít mồn sao cay phải ăn chứ. Rau. Nói chung là chắc này nó thật sự là nó rất là cay luôn mà nóng luôn nha. Cái chén muối này đúng là đậm cay đẳng đẳng cấp. Rau đổ vô. Nước à bích. Bích cũng chứ. Nước quá trời. Bích cho mình cay là cay hết, chịu hết nổi luôn đó. Rồi chút hết này. Khỏi khỏi. Khỏi hả? Yếu yếu sao không yếu. Ăn mới ăn con chút mà khè cái lưỡi. Uống nước quá mọi người. Nói chung là nó rất là ngon luôn anh em. Cay quá. Đù, con chó đã quá. Con chó con gì quên rồi anh Linh. Xúc xích. Rồi anh ăn mà anh không cho xúc xích ăn chứ vậy anh ăn mình không vậy. Quá trời cay luôn. Mày ăn mà uống nước là lý tưởng luôn, vô ba game luôn. Uống nước là ngon luôn á. Quá trời. Linh không chấm nó Linh. Nếu mà anh em có cảm thấy mà video của anh em mình hay thì nhớ đăng ký nha, cũng như ủng hộ mà like cho anh em mình nha. Đây like để lấy tinh thần cho anh em. Nước cái coi. Nhảy ra rồi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi tầng tầng tầng. Gì vậy? Dạ. Trời ơi, uống hết rồi. Gì vậy?
Má bỏ vô đi trời. Lên uống nửa ca rồi á. Rồi không? Dậy. Ê bụng má ngồi. Rồi sao không ăn thấy ngon vậy vậy? Người ta giấu ngọt tôi vào tình yêu. Thấy không? Bật. Kinh dị quá. Trời. Có đâu quý. Nó ác ác rồi vậy? Có gì đâu quý. Thôi nên em mình kết thúc.